Rồi ok, xin chào các bạn đang xem channel Quỳ Linh. Trong video hôm nay mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn cách để map lại phím trên tay cầm thông qua phần mềm là Mantis. Phần mềm này ha, một phần mềm có cái ưu điểm là nó miễn phí, nó không có chứa quảng cáo, rất là ưu việt đấy. Trước đây thì mình đã từng review rất là nhiều phần mềm mapping, ví dụ như là phần mềm Octopus hoặc là Shopping Plus V3, thì hai phần mềm này nó hỗ trợ cho rất là nhiều các tay cầm. Ngoại trừ tay cầm của những thương hiệu lớn như Flydigi hoặc Gamesir thì các map này, các app này thì nó tương thích rất là nhiều game cũng như là rất là nhiều các loại tay cầm. Tuy nhiên thì trong một số những trường hợp các game nó không tương thích và nó có rất là nhiều hạn chế khác á, thì Mantis cũng là một cái sự lựa chọn cho các bạn để sử dụng map lại phím, khá là ưu việt. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để kích hoạt cái phần mềm Mantis này trên điện thoại và map nhanh luôn nha. Bây giờ để tải phần mềm này thì các bạn lên cửa hàng Sếp Play, gõ từ khóa là Mantis vào đây, Mantis Game Pass Pro. Sau khi các bạn gõ từ khóa này và tiến hành cài đặt thì ở đây mình đã cài đặt xong rồi. Phần mềm này thì được đánh giá rất là nhiều, người sử dụng Việt đánh giá rất là 5 sao rất là nhiều ha. Rồi, nó có một cái điểm hơi hạn chế, đó là sau khi mà chúng ta cài đặt cái phần mềm này vào điện thoại thì phải kích hoạt cái phần mềm này trên máy tính nữa. Nó không đơn thuần là chúng ta chỉ cần cài đặt và kết nối với tay cầm để chơi. Để kết nối với điện thoại á, thì để kết nối điện thoại kích hoạt trên máy tính á, thì chúng ta sẽ tiến hành sử dụng một cái cáp. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái cáp để kết nối với máy tính. Và trước khi kết nối cái điện thoại với máy tính để tiến hành crack á, thì các bạn sẽ phải vào phần cài đặt của điện thoại và mở chế độ USB debug. Có nghĩa là chế độ mà dành cho các bạn lập trình viên á. Rồi để tiến hành khởi động cái chức năng đó lên thì các bạn sẽ vào phần cài đặt của điện thoại và tiến hành kích hoạt cái chức năng developer, có nghĩa là chức năng dành cho người phát triển. Ở đây thì điện thoại mình sử dụng chip Exynos, thành ra là chúng ta có thể khởi tạo nó ở trong cái phần phần này ha. Dưới cái phần phiên bản Android thì nó có cái phần số hiệu khởi tạo và mình sẽ tiến hành nhấp 3 lần vào cái chức năng đó. Rồi, nhập mật khẩu của điện thoại. Rồi, sau khi mà chế độ nhà phát triển developer nó được kích hoạt lên á, thì các bạn sẽ vào cái phần cài đặt cho người phát triển ở đây. Ha, cài đặt dành cho người phát triển ở đây. Và tiếp đến thì chúng ta sẽ bật cái chức năng USB debug này lên. Tiếng Việt có nghĩa là gỡ lỗi USB. Nếu các bạn nào đang để cái language ngôn ngữ là tiếng Anh á, thì cái dòng này có nghĩa là dòng USB debug. Rồi, chúng ta sẽ cho phép thiết bị tiến hành gỡ lỗi USB thông qua cái cáp này và tiếp đến thì chúng ta sẽ lấy cái cáp này cắm vào máy tính. Rồi ok, sau khi mà chúng ta tiến hành kết nối cái điện thoại đến với máy tính á, thì chúng ta sẽ phải tải một cái phần mềm Mantis Puppy for Windows. Ở đây mình đã tải về rồi và cái link tải này thì mình sẽ để trong phần mô tả của video cũng như là cái bài viết riêng về cái hướng dẫn mà cái Puppy này. Ok, sau khi mà chúng ta tải về rồi á, thì sẽ chọn vào cái chữ Active PUBG này. Chúng ta nhấp chuột phải và chọn Run as Administrator ở đây. Rồi. Như thế này là chúng ta đã tiến hành nó có một cái pop-up hiển thị lên là cái phần activation đã complete, có nghĩa là nó đã active thành công. Ok, chúng ta sẽ bấm ok và tắt tắt đi. Sau khi mà chúng ta đã tiến hành active ở trên cái window trên máy tính xong thì chúng ta sẽ khởi động cái phần mềm Mantis này lên ha. Rồi, và các bạn có thể thấy là cái dòng Mantis Connect nó đã có một cái tích xanh lên như thế này. Và cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ connect với kết nối tay cầm với lại điện thoại. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái tay cầm là Gamesir T4 Pro. Vì sao là mình sử dụng tay cầm này?
Bởi vì hiện tại á, tay cầm Gamesir này nó có một cái app riêng của hãng phát triển ra là app Gamesir. Tuy nhiên cái app đó thì một số game cái phiên bản global á, nó lại không được tích hợp vào trong cái app đó. Nên thành ra chúng ta phải sử dụng những cái phần mềm ngoài. Và có rất là nhiều bạn đã comment lại cho mình là cái app Octopus á, thì nó có hiện tượng crash khi mà chúng ta map pin thông qua cái app đó. Thì buộc lòng chúng ta có thể sử dụng những cái phần mềm mapping khác nó ưu việt hơn, ngoài trừ cái app của hãng là Gamesir. Ở đây mình sử dụng cái app Mantis. Rồi, và cái con Gamesir T4 Pro này thì nó connect với điện thoại Android thông qua chế độ iHome. Ở phía sau nó có viết rất là rõ. Đối với các hệ điều hành khác thì chúng ta sẽ kết nối đúng cái chế độ mod của nó nha. Đây mình sẽ giữ đề là iHome. Rồi, và trên điện thoại thì chúng ta tiến hành connect Bluetooth với chiếc tay cầm. Rồi, ok, nó báo như thế này là chúng ta đã kết nối thành công. Trong cái mùa dịch Covid-19 này thì mình sẽ dành nhiều thời gian hơn để làm nhiều cái video hướng dẫn cho các bạn về những phần mềm nó ưu việt cho việc chúng ta tiếp cận với những cái giải pháp về Gamepad này. Ok, sau khi mà chúng ta đã kết nối với Gamepad á, thì hai cái dòng này nó sẽ xanh lên như thế này. Rồi, tiếp đến là cái bước cuối cùng là chúng ta sẽ add game vào cái phần mềm Mantis này để cho nó có thể mapping vẽ vẽ lên cái game đó. Ở đây thì mình sẽ map một phần mà map bằng cái game mà Liên Quân đi chẳng hạn, đi Liên Liên Minh Tốc Chiến. Đây, cái game này vào. Rồi. Sau khi mà chúng ta add cái game Liên Minh Huyền Thoại này vào á, thì chúng ta sẽ khởi động cái game này lên. Hello. Cấp quyền cho nó. Rồi. Thì nó cũng sẽ tương tự với những phần mềm mapping khác như Octopus hay là System Plus V3, là nó sẽ có một cái pop-up nhỏ nhỏ ở đây. Ha. Sẽ chạy nền khi mà chúng ta khởi động game. Cái Mantis này sẽ nó cũng sẽ tương tự với lại cái phần mềm Panda. Panda Pro. Hiện tại Panda Pro nó lâu thành công vào rồi, và nó cái app của nó đã được bắt người sử dụng phải trả phí. Tuy nhiên app này vẫn còn rất là miễn phí, và mình đánh giá cái app Mantis này nó còn thân thiện hơn cái Panda rất nhiều. Nó vẫn sẽ có cho anh em các function nhỏ như là chúng ta có thể add thêm những cái chức năng về game pass, hoặc là nó phụ thuộc vào những cái game MOBA có những cái chức năng mặc cô nhỏ nhỏ trong đó, để các bạn có thể tự nghiên cứu thêm. Về phần game pass thì đây, nó cũng sẽ chia ra cho chúng ta rất là nhiều cái cây nhỏ, ví dụ như là phần D pass. Không biết là trong video các bạn có thể nhìn rõ không, nhưng mà đây ha, nó rất là trực quan, cái icon rất là trực quan ha. Cây, các phím nóng các bạn có thể ép từ từ từng phím, hoặc là D pass, cũng như hai cái nút quan trọng là left và right stick, có nghĩa là hai cái analog trái phải, để cho chúng ta có thể move game thông qua cái tay cầm nó tiện lợi hơn. Rồi, để vào game mình sẽ demo cho các bạn thấy. Ví dụ như chúng ta muốn khởi động cái chức năng cần analog của chiếc tay cầm này map cho cái phần di chuyển move của nhân vật trong game thì chúng ta sẽ add cái left stick ở đây vào, và chúng ta sẽ kéo đến cái vị trí ở đây ha. Rồi. Đó, thì khi mà chúng ta sẽ move cái phần analog của cái analog bên phía tay trái này á, thì nó cũng sẽ di chuyển y như vậy trong game. Rồi tương tự cho các chức năng khác thì ở đây thì mình cần map lại những phím ở đây, các phím bắn và các nút skill của nhân vật trong game, thì mình sẽ map từ từ từng phím thôi. Tạm thời mình sẽ lôi cái Mantis này lên đây, analog về đây cho nó đúng vị trí này, map từng cây một. Đầu tiên là cây mình sẽ chọn cây và bấm một phím bất kỳ ở trên cái tay cầm này. Ví dụ như mình muốn sử dụng phím X, mình sử dụng phím X đó, mình sẽ lôi cái phím X này đúng cái về cái vị trí đánh của nhân vật. Rồi một cái vị trí tiếp theo nữa đó là cái nút skill này đi chẳng hạn, đi thì mình sẽ chọn tiếp là cây, chọn tiếp là phím Y chẳng hạn. Rồi mình sẽ lôi cái chữ Y này về về đây chẳng hạn ha.
Liên quân á, thì một vài tướng á, nó sẽ có những cái skill kiểu dạng định hướng nữa. Định hướng và xoay skill theo kiểu 360 độ. Nên thành ra tay cầm T4 Pro nó chỉ là một cái giải pháp để giúp chúng ta có thể chơi được game này bằng tay cầm thôi, chứ thực sự là nó không ưu việt. Còn hiện tại đối với cái dòng game này á, thì Huy Linh có cái dòng tay cầm là FlyZ Apex 2. Thì chiếc tay cầm đó các function nó có thể hỗ trợ xoay 360 độ, nó sẽ tiện lợi hơn. Ví dụ như đây mình sẽ đánh bằng phím X đó là nó sẽ bắn kiểu vậy đó, nó cũng khá là vui vẻ ha. Mình là skill A, ví dụ như skill A này cũng là một skill định hướng nếu mà chúng ta đi vào màn hình như thế này. Tuy nhiên chiếc tay cầm này thì nó lại không không thể có được cái chức năng xoay 360 độ như vậy được. Y bắn đó, khi mà bắn như vậy á, thì nó sẽ kiểu target theo đúng cái con grip đó thôi. Ok, tuy nhiên là nó map rất là ok và phần mềm Mantis này mình thấy là nó rất là trơn, rất là trơn tru. Rồi, ok. Như vậy là cái video hướng dẫn cho các bạn cách để cài đặt phần mềm Mantis, cách để active cái phần mềm Mantis trên Windows và cách để kết nối và khởi động cái Mantis trên tay cầm như thế nào. Rồi, có bất cứ một cái thắc mắc nào liên quan đến vấn đề sử dụng cái phần mềm này thì các bạn có thể để lại bình luận ở trong phần mô tả.